Xin chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay 15 tháng 4, tại hai đầu đất nước đều có chung một trạng thái thời tiết là ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông. Và trong thời điểm giao mùa, những cơn mưa thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố, lốc và gió giật mạnh. Nên quý vị và các bạn cần lưu ý để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Cụ thể, tại các tỉnh miền Bắc trong trưa chiều nay, trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ toàn vùng phổ biến từ 29 đến 32 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi còn vượt ngưỡng 33 độ, nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ. Sau đó, từ chiều tối và đêm nay, dưới tác động của không khí yếu và hội tụ gió ở trên cao, mưa dông có xu hướng tăng trở lại, trước hết là ở vùng núi, sau đó sẽ lan dần ra toàn khu vực Bắc Bộ và tình trạng mưa ẩm còn kéo dài đến hết tuần tại đây. Không có hệ thống đặc biệt chi phối, miền Trung duy trì kiểu thời tiết ổn định trong ngày và đêm nay. Và trưa chiều trời hửng nắng ở phía Bắc và có nắng nhiều hơn ở phía Nam với nhiệt độ dao động trong khoảng 30 đến 33 độ. Vùng núi phía Tây sẽ xấp xỉ là từ 33 đến 35 độ. Đây cũng là mức nhiệt cao nhất hôm nay tại các tỉnh thành phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ. Nắng nóng cục bộ xảy ra tại một vài nơi của Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất xấp xỉ ở ngưỡng 35 đến 36 độ. Nhưng mà đến khoảng chiều nay, mưa rào khả năng xuất hiện ở trên khu vực, tập trung tại các tỉnh phía Nam Tây Nguyên và miền Đông của Nam Bộ. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng với tố, lốc và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thịnh hành hướng Đông Bắc đến Đông, cường độ cao nhất cũng chỉ đạt đến cấp 4, nên tình trạng biển bình thường và thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Như vậy, trong hôm nay, cả nước có nắng và trưa chiều, sau đó đến chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Người dân cần đề phòng tố lốc trong những cơn mưa dông chuyển mùa. Đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ ở rìa Nam rãnh áp thấp bị nén, nên tình trạng thời tiết phổ biến ít mưa và khoảng trưa chiều mây giảm, trời có chuyển nắng nhẹ. Nền nhiệt tại Bắc Bộ có xu hướng tăng dần từ 1 cho đến 2 độ, với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 28 cho đến 31 độ. Riêng một số nơi thuộc khu Tây Bắc Bộ có thể đạt xấp xỉ ngưỡng 32 cho đến 34 độ. Dự báo đến khoảng chiều tối và đêm mai sang ngày 16 tháng 4, khả năng có một đợt không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực cao 5.000 m, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ lại có thể xuất hiện mưa rào và dông trở lại. Đặc biệt, vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Người dân cần hết sức lưu ý với các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với các tỉnh miền Trung, ở khu vực phía Bắc gồm các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, duy trì tình trạng nhiều mây về đêm và sáng, nhưng mưa thì chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi, trưa chiều mây giảm và trời có nắng, nhiệt độ tăng dần lên mức từ 29 cho đến 32 độ, một vài nơi ở vùng núi phía Tây trời hơi nóng khi nhiệt độ có thể lên trên 34 độ. Theo dự báo khoảng chiều tối và đêm ngày 16 tháng 4, do tác động của không khí lạnh phía Bắc tràn xuống, sẽ gây ra mưa dông rải rác cho các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Thưa bà con, trong khi dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn châu bò chưa được kiểm soát, thì mới đây, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại tại một số tỉnh thuộc cả Thái Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh bùng phát rộng, đề nghị chi cục chăn nuôi các tỉnh này cần khuyến cáo người dân cần khử trùng, tiêu độc chuồng trại, không bán chạy gia súc ốm yếu, không vứt xác chết gia súc ra ngoài môi trường, không giết mổ làm thịt những con vật ốm yếu, ăn thịt những con có dấu hiệu mắc bệnh, không cho lợn ăn những thức ăn thừa thải từ nhà hàng và không dùng nước ao hồ chưa qua xử lý.